Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng với danh hiệu vua collagen và fucoidan, chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ, the best of life. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Chúng tôi kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022. Và bây giờ sẽ là các bản tin chính. Nhìn lại cuộc chiến Ukraine sau 6 tháng. Thống đốc Texas ông Greg Abbott ký bản công bố thảm họa thiên tai lũ lụt. Ông Paul Pelosi nhận tội với cáo buộc lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích. Chủ xe SUV được cảnh báo nên đậu xe bên ngoài vì nguy cơ hỏa hoạn. Chuyên gia y tế phát hành chỉ dẫn mới về cách sử dụng các loại thuốc gốc sẵn. Doanh số bán nhà mới tại Mỹ giảm 12.6% trong tháng 7. Amazon khởi động đợt bán hàng giảm giá dịp lễ lao động. Và lạm phát đã buộc sự trở lại của những đám cưới đơn giản và ít khách mời hơn. Và đó là các tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần tin chi tiết. Và chương trình hôm nay mở đầu với anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay liên quan đến cuộc chiến của Nga và Ukraine. Bây giờ, ngày hôm nay là ngày 23 tháng 8, thưa quý vị. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, lực lượng quân sự của Nga đã tiến công vào Ukraine. Cho đến hôm nay đã trải qua 6 tháng. Và người ta đưa ra một cái nhìn toàn bộ về ngày hôm nay sau 6 tháng thì với những đánh giá của các chuyên gia quan sát trên toàn thế giới, người ta cho rằng tất cả thế giới dường như đang thua cuộc. Ukraine đang được hỗ trợ về sự sống, tức là họ phải nhận sự viện trợ của nhiều quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ. Trong khi đó thì quân đội Nga đang phải hứng chịu nhiều thương vong và phần còn lại của thế giới thì đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực một cách trầm trọng. Lạm phát gia tăng, nguy cơ thảm họa hạt nhân và những khó khăn khác được thúc đẩy bởi một cuộc chiến tranh man rợ mà chưa có dấu hiệu kết thúc sớm. Cuộc xâm lược nhẫn tâm của Nga và Ukraine 6 tháng trước đã châm ngòi cho một cuộc xung đột mà cả thế giới dường như đang thua cuộc. Điện Kremlin có thể tuyên bố họ đạt được những lợi ích khiêm tốn trên thực tế, nhưng ít nhất thì người ta ghi nhận rằng đã có 3 tướng hàng đầu của họ đã bị thay thế trong tháng qua, khi mà lực lượng quân đội Nga cố gắng đạt được những tiến bộ có ý nghĩa đối với tham vọng hiếu chiến của Tổng thống Vladimir Putin. Colin Carr là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cho biết mục tiêu tổng thể của ông ta là chiếm lãnh toàn bộ Ukraine, tham gia vào việc thay đổi chế độ ở Kiev, loại bỏ Ukraine như là một quốc gia độc lập và có chủ quyền độc lập. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về chính sách của Hoa Kỳ, ông Colin Carr đã nhận xét như trên và cho biết trong một cuộc họp báo, điều này chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Trong khi đó thì Putin, người đã đưa ra các lo ngại về sự mở rộng của khối NATO vào danh sách các lý lẽ mà ông ta đưa vào để có thể thành lập một cái cuộc xâm lược của mình. Tuy nhiên, điều này đã có hiệu ứng ngược khi những điều này đã thúc đẩy các quốc gia láng giềng của Nga như Phần Lan và Thụy Điển tham gia một cách mạnh mẽ vào liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Trong khi đó, thì Dale Bergner, một đại tá quân đội Hoa Kỳ đã về hưu và là giám đốc điều hành của công ty an ninh quốc tế Global Guardian, cho biết tại Ukraine, tinh thần của người dân ở đây vẫn đang ở mức cao đáng kể. Tại thủ đô Kiev và các thành phố chung quanh, thì phần lớn người dân Ukraine tin rằng họ đang chiến thắng về mặt chiến thuật và chiến lược. Ông Bergner, người có công ty hỗ trợ một nhóm các nhà phân tích tình báo ở Ukraine, đã xác định điều đó. Ông cũng nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky là người đã chiến thắng đối với quốc gia của chính mình bằng cách là đã bám trụ ở lại Ukraine trong những điều kiện mà ông ta có thể dễ dàng để trốn thoát khỏi quốc gia của mình. Nhưng ông ta đã không làm như thế. Tóm lại, trong cuộc chiến này, có vẻ như người dân và Tổng thống Ukraine đang là những người chiến thắng. Bản tin kế tiếp liên quan đến tiểu bang Texas, thưa quý vị. Thống đốc Texas là ông Greg Abbott đã ký vào một bản công bố thảm họa thiên tai lũ lụt. Hôm thứ Hai vừa qua, thành phố Dallas, tiểu bang Texas đã chịu ảnh hưởng bởi trận mưa lũ lụt tồi tệ thứ hai tại đây kể từ năm 1932.
Hôm thứ Ba là ngày hôm nay, Thống đốc Texas ông Greg Abbott đã ký một tuyên bố thiên tai nhằm giúp đỡ gần 20 quận bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn và lũ quét. Thống đốc Greg Abbott là đảng thuộc Đảng Cộng Hòa đã tuyên bố điều quan trọng là các quận bổ sung có thể được thêm vào khi hệ thống bão hoạt động xuyên suốt tiểu bang. Tôi sẽ ký ngay vào bản tuyên bố này. Và đây là tuyên bố thiên tai thay mặt cho 23 quận kể trên để chúng tôi sẽ có thể bổ sung bất cứ quận nào thêm khi chịu thiệt hại do hậu quả của những cơn bão này. Sau đó, thống đốc đã nhường lời cho thị trưởng Dallas là Eric Johnson. Thị trưởng Johnson đã cảm ơn mọi người tuân theo các cảnh báo một cách nghiêm túc và tránh xa các con đường lộ. Tuy vậy, các toán cứu cấp đã phải đáp lại hàng trăm cú điện thoại gọi cầu cứu trong khu vực. Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ, hơn 9 inches mưa đã rơi xuống phi trường Dallas-Fort Worth trong khoảng thời gian 24 giờ đồng hồ, bắt đầu từ Chủ nhật. Một người đã thiệt mạng tại Mesquite ở tiểu bang Texas. Tuyên bố thảm họa thiên tai của tiểu bang Texas bao gồm các quận Dallas và Tarrant. Và Thống đốc Abbott cho biết khu vực Dallas-Fort Worth chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi vì mưa lũ và lũ lụt trong tuần này. Và người dân cần phải báo cáo bất cứ thiệt hại nào cho Bộ phận Quản lý Khẩn cấp Texas bằng cách điền vào mẫu đơn cho một cuộc khảo sát trực tuyến cũng như nộp đơn yêu cầu bồi thường với công ty bảo hiểm của họ. Thị trưởng Dallas là Eric Johnson đã phát biểu trong cuộc họp hôm thứ Ba và cho biết thành phố sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ những người chịu ảnh hưởng bởi cơn bão. Còn cảnh sát trưởng Dallas là Eddie Garcia thì cho biết một số sĩ quan có thể sẽ phải tăng cường gấp đôi trong các cuộc tuần tra sau khi cơn bão làm hư hại 28 chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Trong ngày hôm nay, thưa quý vị, ông Paul Pelosi là phu quân của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi đã nhận tội lái xe dưới ảnh hưởng của rượu vào hồi tháng 5. Thẩm phán Joseph Solga đã kết án ông Pelosi 5 ngày tù giam, tuy nhiên sẽ được trừ bớt 2 ngày vì ông ta đã bị tạm giam ngay sau khi đã bị bắt vì say rượu. Và một ngày còn lại thì phải làm việc dưới sự hướng dẫn của tòa án. Ông Pelosi sẽ bị quản chế sau đó trong vòng 3 năm và phải đóng một khoản tiền phạt lên đến 1.700 Mỹ Kim. Tòa án cũng sẽ ra lệnh để lắp một thiết bị kiểm soát độ cồn ở trong xe của ông Pelosi sau này khi ông ta được quyền đi lại. Việc thay thế này vẫn nằm trong quyền tài phán của tòa án và việc anh ta phải tham gia vào một lớp học lái xe để xóa ticket cũng như là phải lái xe về việc uống rượu kéo dài trong 3 tháng. Amanda Bevins là luật sư của ông Pelosi ngày hôm nay đã xuất hiện trước tòa. Theo luật của California thì bị cáo không cần phải có mặt trong phòng xử án trừ khi có lệnh của quan chức tư pháp. Họ có thể xuất hiện thông qua luật sư của mình và do đó mà người ta đã không thấy ông Pelosi xuất hiện trước tòa trong ngày hôm nay mà thay vào đó là luật sư Amanda Bevins. Ông bị bắt vào ngày 28 tháng 5 sau một vụ đụng xe vào ban đêm với một tài xế khác ở khu vực Napa, là một thành phố nổi tiếng về rượu vang của California. Và hồi đầu tháng thì ông ta đã không nhận tội. Người đàn ông 82 tuổi này đã cố gắng vượt qua đoạn xa lộ 29 vào cuối tháng 5 khi mà chiếc xe Porsche đời 2021 của ông ấy đã bị một chiếc xe Jeep đời 2014 đi về phía Bắc trên đường đâm vào xe của ông ấy. Và báo cáo đã được làm thành lập biên bản bởi đội tuần tra xa lộ California. Các phương tiện đã chịu thiệt hại nặng do va chạm, bản báo cáo đã ghi như trên. Và đó là tất cả những điều mà ông Paul Pelosi phải chấp nhận. Và người ta sẽ thấy rằng trong vài ngày tới chắc có lẽ là ông ấy sẽ không xuất hiện trong một thời gian dài. Trong cái vụ này không biết bữa tối đó, không biết là bà cảnh sát bà đi đâu mà bà để cho ông lái xe mình ha. Thường thường thì mấy bà cảnh sát thì bà hay đi kèm theo mấy ông chồng uống rượu lắm mà. Bà cảnh sát là bà vợ đó hả? Thì không hiểu lại sao lại hỏi bà cảnh sát ra là bà vợ. Có thể bà phải lo công vụ anh. Nhưng mà Thanh Thảo nghĩ là ông không có đụng người ta, ông bị đụng. Nhưng mà vì sau khi làm biên bản thì cảnh sát nhận ra là ông đang lái xe. Ông bị say cái có hơi rượu. Hoặc là rượu hoặc là chất kích thích cho nên bây giờ ông mới phải chịu có những cái bồi thường như vậy và phải đóng tiền phạt. Kế đến cũng liên quan đến xe, như đây là xe SUV thưa quý vị, thì chủ xe SUV được yêu cầu hãy đậu xe ở bên ngoài căn nhà vì nguy cơ hỏa hoạn. Đừng đậu xe loại SUV trong nhà để xe của bạn. Đó là lời cảnh báo dành cho chủ nhân của hai mẫu xe thể thao đa dụng, tức là SUV hôm thứ Ba. Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã chia sẻ cảnh báo này với các chủ xe hiệu Hyundai và Kia SUV vừa bị thu hồi vì rủi ro gây ra hỏa hoạn. Hơn 245.000 chiếc xe Hyundai
Palisade và 36.000 chiếc xe Kia Telluride đã bị thu hồi tuần trước do rủi ro hỏa hoạn. Các nhà sản xuất xe hơi Nam Hàn kể trên cho biết, những thanh kéo trên xe có thể để lọt hơi ẩm vào trong xe và gây chập điện, có thể dẫn đến hỏa hoạn. Không có vụ hỏa hoạn hoặc là thương tích nào do trở ngại này gây ra được xác nhận. Yêu cầu đậu xe bên ngoài nhà ảnh hưởng đến các loại xe Hyundai Palisade và Kia Telluride được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022. Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cho biết, chủ xe nên đậu những chiếc xe đó bên ngoài căn nhà và cách xa căn nhà cho đến khi nào xe của họ được sửa chữa. Hyundai cung cấp một bản sửa chữa tạm thời cho xe SUV của hãng, nhưng hãng Kia thì chưa đưa ra thông báo chính thức về việc sửa chữa lỗi lầm. Cả hai nhà sản xuất xe hơi đều cho biết họ sẽ thông báo cho các chủ xe chịu ảnh hưởng sau khi có phương án sửa chữa đầy đủ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong một cảnh báo cho người tiêu dùng rằng họ chưa xác định được phương án sửa chữa nào và không có vụ hỏa hoạn hoặc tai nạn bị thương nào liên quan được xác nhận. Tuy vậy, hãng Kia cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng có 6 vụ cháy đã được báo cáo ở các đời xe Telluride năm 2020, trong số đó có 5 vụ liên quan đến sự tan chảy ở bên trong xe. Các mẫu xe đời 2021 hoặc là 2022 không có hỏa hoạn và được đưa vào thành phần thu hồi như là một biện pháp phòng ngừa an toàn. Kia cho biết hãng sẽ hoàn lại chi phí sửa chữa cho tất cả các chủ xe. Lực lượng đặc nhiệm dịch vụ dự phòng Hoa Kỳ, được viết tắt là USPSTF, đã đưa ra một số các khuyến nghị cập nhật về việc sử dụng các loại thuốc có gốc statin để phòng ngừa chính các biến cố và tử vong liên quan đến bệnh tim mạch ở những người lớn từ 40 tuổi trở lên, không có tiền sử bệnh tim mạch và hoặc là những người không mắc bệnh với các dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh tim. Các khuyến nghị mới này được công bố vào ngày 23 tháng 8, ngày hôm nay, trên tạp chí JAMA, dựa trên việc xem xét các bằng chứng mới đánh giá về các lợi ích và tác hại của việc sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc statin kể từ khi công bố các khuyến nghị của lực lượng ủy đặc nhiệm này trước đó vào năm 2016. Một cách tổng thể thì tất cả các cái chỉ dẫn đã được đưa ra từ năm 2016 liên quan đến loại thuốc này thì đều vẫn giữ như cũ. Tuy nhiên, ủy ban đặc nhiệm này đã đưa ra thêm một số các cái chi tiết sau một số các cái nghiên cứu thực nghiệm đã diễn ra từ năm 2016 kéo dài cho đến năm nay. Do đó mà họ đưa ra một số các cái chi tiết bổ sung. Điểm nổi bật bao gồm khuyến cáo rằng các bác sĩ kê toa thuốc statin để phòng ngừa chính bệnh tim mạch cho những người từ 40 đến 75 tuổi có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ về bệnh tim mạch. Chẳng hạn như những người đó rối loạn về lượng lipid ở trong máu. Những người này là những người có tiểu đường, bị cao huyết áp hoặc là những người hút thuốc. Và những người này được chẩn đoán là có thể có khoảng 10 năm nguy cơ mắc bệnh tim mạch từ 10% trở lên trong vòng 10 năm sắp tới. Lực lượng đặc nhiệm dịch vụ dự phòng Hoa Kỳ này cũng khuyến cáo là các bác sĩ cung cấp một cách chọn lọc lượng thuốc statin để phòng ngừa bệnh tim mạch chính cho người lớn 40 đến 75 có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ về bệnh tim mạch và nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong 10 năm. Nhìn chung thì những người lớn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch ngày càng tăng nhưng không có các yếu tố và các biến cố liên quan đến bệnh tim mạch trước đó. Liệu pháp statin để phòng ngừa ban đầu về bệnh tim mạch có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong từ tất cả mọi nguyên nhân và các biến cố liên quan đến bệnh tim mạch? Đó là nhận xét của bác sĩ Roger Chu, tác giả của báo cáo về các bằng chứng và cũng đã thông qua một số các bằng chứng này để đánh giá một cách có hệ thống tất cả những cái lợi ích mà những loại thuốc có nguồn gốc statin có thể mang lại. Trong một bài xã luận liên quan thì bác sĩ Anne-Marie Nava và bác sĩ Eric Peterson đã đặt câu hỏi là liệu các khuyến nghị này có giống nhau hơn không? Và họ viết, mặc dù sử dụng nguy cơ bệnh tim mạch ước tính trong vòng 10 năm sắp tới có thể hữu ích để hướng dẫn các bệnh nhân, tuy nhiên các bác sĩ lâm sàng cần ra một quyết định chung nhưng không nên tiếp tục là hướng dẫn chính để xác định các người nào cần thiết phải sử dụng statin này. Tất nhiên, cái lời khuyên cơ bản nhất của các bác sĩ là nếu như lượng mỡ ở trong máu của mỗi người sau mỗi cái thời kỳ đi tiểu máu có mức gia tăng hơn so với con số bình thường
thì các bác sĩ nên khuyên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc statin tùy theo cấp độ và liều lượng để đáp ứng và có thể ngăn ngừa được những triệu chứng liên quan đến các bệnh tim mạch. Sang trở lại phần tin về kinh tế thì doanh số bán nhà mới tại Mỹ giảm 12.6% trong tháng 7 vừa qua. Ngày càng có ít người Mỹ tìm kiếm một căn nhà mới để dọn nhà. Doanh số bán nhà mới của tháng 7 đã giảm gần 12.6% so với tháng 6. Theo Cục Gia cư và Phát triển Đô thị và Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, đây là mức giảm hàng tháng thứ hai liên tiếp. Điều này xảy ra khi giá trung bình để xây một căn nhà mới đã tăng lên trên hơn 439.000 Mỹ Kim. Đó là mức tăng 37.000 kể từ tháng 6. Trong khi đó, thì lãi suất trung bình cho khoản nợ nhà loại cố định kỳ hạn 30 năm là trên 5% trong trọn tháng 7. Doanh số bán nhà mới dành cho một gia đình của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm rưỡi. Trong tháng 7, vì lãi suất nợ nhà tăng liên tục và giá nhà thì tiếp tục làm xói mòn khả năng chi trả của người mua. Báo cáo từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã bổ sung vào một luồng dữ liệu gia cư yếu và cho rằng chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang nhằm làm chậm nền kinh tế để kiềm chế lạm phát đã đạt được một số kết quả mong muốn trên thị trường gia cư. Nhưng với việc giá nhà vẫn tiếp tục tăng trong bối cảnh thiếu nhà từng có chủ, một vụ sụp đổ toàn diện của thị trường gia cư là điều khó có thể xảy ra. Doanh số bán nhà tăng ở miền Đông Bắc Mỹ nhưng tăng mạnh ở miền Tây và Trung Tây cũng như miền Nam đông cư dân. Dữ liệu tuần trước cho thấy giá nhà dành cho một gia đình bắt đầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 2 năm vào tháng 7, trong khi doanh thu bán nhà cũ giảm xuống mức thấp hồi tháng 5 của năm 2020. Chỉ số tâm lý thị trường gia cư của Hiệp hội các nhà xây dựng quốc gia và Wells Fargo đã giảm xuống dưới mức trung lập của 50 hồi tháng 8 và cũng là lần đầu tiên giảm kể từ tháng 5 của năm 2020. Vâng thưa quý vị, cách đây trên dưới một tháng thì Amazon đã tung ra đợt bán hàng đại hạ giá, họ gọi là đợt bán hàng Prime vào hồi tháng 7 và nó đã kết thúc với trên 300 triệu mặt hàng đã được bán ra chỉ trong vòng 2 ngày on sale. Thế thì cái đợt bán hàng sale đó đã kết thúc và ngày hôm nay thì công ty Amazon lại vừa thông báo ra một cái đợt giảm giá mới bắt đầu kể từ ngày hôm nay cho đến ngày lễ lao động. Với một đợt mua sắm mới, tất cả những mặt hàng liên quan đến nhiều loại khác nhau của Amazon sẽ được on sale. Và quý vị muốn cần biết thêm các cái chi tiết này thì có thể vào trực tiếp vào trang mạng của Amazon. Tuy chúng tôi đã lựa chọn cái bản tin này và không muốn là đưa nó lên là vì sợ là có thể là mình làm quảng cáo không công. Nhưng mà thật ra là các cái cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ đều đưa cái bản tin này và cho biết rằng cho dù chúng ta cần bất kỳ một thứ vật dụng nào ở trong nhà, các cái loại máy điện tử hoặc là tất cả những cái loại đồ sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta cũng nên tham gia vào cái đợt bán hàng đại hạ giá này của Amazon, vì đây là chắc chắn là một nơi có thể có những cái món hàng mà nó có thể giúp cho chúng ta. Nhiều người thì khuyên rằng nếu chúng ta đang muốn mua một món quà nào đó để dành cho những ngày lễ cuối năm, chẳng hạn như lễ Giáng sinh để tặng cho bạn bè hoặc trong gia đình, thì có lẽ đây cũng là một cái dịp tốt để chúng ta có thể mua để trữ trước. Làm việc càng ngày gần đến cái dịp lễ cuối năm thì chắc chắn là một số các cái mặt hàng sẽ có cái giá cao hơn. Tất cả những cái ưu đãi như thế này có thể sẽ không tái diễn cho đến thứ sáu đen, tức là Black Friday, và thứ hai điện tử vào năm tới, tức là sau cái mùa lễ Thanksgiving cuối năm nay. Vì vậy, người ta nói bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo để có thể kiếm một số các mặt hàng với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ của nó nếu nó bán bình thường. Mua hàng là bán hàng tốt nhất trong ngày lễ lao động năm 2022 của Amazon là một cái điều tiện lợi vô cùng. Nó sẽ giúp cho chúng ta có được một số cái mặt hàng giảm giá tối đa. Và đây là cái thời điểm để có thể mua hàng on sale từ Amazon. Nhưng mà người ta cũng khuyên để đừng có lạm chi đó. Thì mình nên chọn những cái món hàng nào mình đã có ý định mua rồi. Từ lâu nay đó mà. Từ lâu nay. Mình nghĩ là rồi, mình rồi cần. Ngồi gọi là canh me, đợi đến lúc giá thấp thì hãy mua. Cần phải theo dõi. Chứ đừng có chạy lên mà tự nhiên đi dạo, đi vòng vòng như thế nào cũng. Gặp cái gì cũng bỏ vô giỏ, bỏ vô giỏ. Thì cuối cùng là nhiều khi lại mua những cái không cần thiết, nó tốn tiền thêm trong thời gian lạm phát, nên để dành tiền tốt hơn. Dạ. Và bản tin cuối cùng trong chương trình hôm nay liên quan đến lạm phát. Lạm phát đã buộc sự trở lại của những đám cưới đơn giản và ít khách mời, thưa quý vị. Đây là một trào lưu mới. Đầu tiên là đại dịch Covid, rồi bây giờ là lạm phát. Đây là những tác nhân gây ảnh hưởng lớn đến các đám cưới tại Hoa Kỳ.
Một số cặp tình nhân cho biết họ đang thay đổi kế hoạch tổ chức đám cưới vì chi phí tăng cao. Theo các nhà hoạch định hôn lễ thì giá hoa tăng cao do nhu cầu tăng. Thời tiết khắc nghiệt và bất ổn chính trị ở một số thị trường xuất cảng là những điều gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến tầm cỡ của các đám cưới. Các nhà cung cấp lưu ý rằng nguồn cung của tất cả mọi thứ từ đồ nội thất cho thuê cho đến khăn trải bàn cho đến thực phẩm và hoa vân vân đều bị hạn chế nhiều do nhu cầu. Khi nhu cầu tăng lên thì hiển nhiên giá cả cũng tăng lên. Để đối phó với tình cảnh này, một số cặp tình nhân nói rằng họ đang cắt giảm danh sách khách mời của mình và tìm kiếm những sản phẩm thay thế và địa điểm ít tốn kém hơn cho ngày trọng đại của đời họ. Nhiều người quyết định tổ chức đám cưới tại gia, tại một phòng hội trong khu vực gia cư họ sinh sống để giảm chi phí. Một số cặp thậm chí đã sắp xếp để tổ chức hôn lễ trên trực tuyến qua mạng Zoom như là một cách để rẻ hơn, để bao gồm một nhóm bạn bè và người thân lớn hơn. Nói chung thì họ phải thay đổi theo thời thế, miễn sao vẫn có thể tuyên hứa sống chung trước sự chứng kiến của người thân và bạn hữu. Làm đám cưới nhỏ hơn thì thích được, chứ trên Zoom thì hơi khó hả anh hả? Làm vậy thì nó cũng không... Không, tại vì hồi trong cái thời mà Covid người ta bị nhốt ở nhà đó, rất nhiều người họ tổ chức những cái buổi hát hoặc là những cái chương trình họp mặt trên Zoom. Trên Zoom thì rất là được. Hoặc là trên WebEx được rồi, cho nên họ có là họ đã bắt đầu quen rồi. Thì nếu mà Hà Tiện tới mức độ mà không còn chỗ nào để Hà Tiện thì chỉ có làm Zoom là rẻ nhất. Nhưng mà đó là thời đại lạm phát. Bởi vậy cho nên anh Dũng nói mà có mua hàng trên Amazon một lần nữa quý vị, chỉ mua cái gì mình cần thôi, đừng có mua, đừng đi vòng vòng rồi cuối cùng lại mình mua. Phải, mình phải để tiền, phải không ạ? Để tiền trong nhà băng tốt hơn. Đã, tốt hơn không? Tốt hơn, phòng khi hữu sự anh. Dạ. Vâng, và thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Việt Fest Tonight với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Fest Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng với danh hiệu vua collagen và fucoidan chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ the best of life. Công ty thẻ xanh chuyên bảo lãnh đổi thẻ xanh thi quốc tịch Mỹ 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Bất cứ ai cũng đều mơ ước có được một cơ thể cường tráng, không tàn lụi theo thời gian. Mơ ước duy trì một trí nhớ thật tốt, kéo dài sinh lực bền bỉ, dẻo dai như lúc tuổi thanh xuân. Chỉ có Super Đông trùng hạ thảo vàng Go CS4 từ Lotus có thể biến ước mơ thành hiện thực với 995mg Đông trùng hạ thảo premium từ Tây Tạng, dãy núi Himalaya cao ngất trong mỗi viên quý giá. 90 viên Đông trùng hạ thảo vàng tinh khiết hiếm quý có thể mang lại sự trẻ hóa từ trong ra ngoài, thuyên giảm stress, hỗ trợ sinh lý hạnh phúc gia đình, thanh lọc độc tố cho gan thận, thuyên giảm cholesterol. Hãy cùng Lotus song hành với Đông trùng hạ thảo vàng Go CS4, sở hữu một sức khỏe và tinh thần tráng kiện với số điện thoại 855-955-6887. Website johnnydung.com. Lotus xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị. Chúng ta cùng nhau chinh phục cả bầu trời. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì có thể xanh giờ này. Công ty thẻ xanh chuyên môn bảo lãnh sẽ giúp quý vị sớm đoàn tụ bên người thân. Cảm ơn quý thân chủ ở khắp 50 tiểu bang đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho công ty thẻ xanh để làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em. Châm ngôn của công ty thẻ xanh là uy tín, trách nhiệm, lương tâm. Lưu ý, công ty thẻ xanh có văn phòng tại quận Nhất, quận Tân Bình, Huế và Đà Nẵng gần sân bay quốc tế. Văn phòng thẻ xanh không phải là văn phòng luật sư. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-766-3345, 714-766-3345 hoặc vào congtythexanh.com. Blazing Shabu, nhà hàng bao bụng all you can eat và sushi cho lunch và dinner. Giá rẻ với hai đầu bếp chứ danh về sushi và lẩu. Khách đến đều thích nhiều món ăn, sushi và rau, đặt trên băng chuyền hấp dẫn, sạch sẽ. Tất cả hải sản rất tươi và thịt bò rất mềm. Nước chấm đủ loại, dành cho súp lẩu, hương vị rất thơm ngon, bổ dưỡng. Blazing Shabu ở góc đường Harbor và Garden Grove. Parking rộng rãi, khung cảnh ấm cúng và nhân viên vui vẻ, lịch sự. Hãy cùng gia đình đến thưởng thức Blazing Shabu all you can eat và sushi. 714-591-5311, 591-5311.
Freehome giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.